thắng đang ngồi bên giống mới sầu riêng hoàng châu long thì có một anh trai này rất là đầu tư luôn xem được clip em bình luận là hai cái và vào hai cái clip khác nhau đầu tiên thì anh để là luận là ghép dễ như ăn cơm mà bán đắt quá rồi thứ hai nữa là anh nói là cây đắt quá giá 400k thôi tên của anh là Nguyễn Thanh Liêm thì cảm ơn anh đã để lời bình luận và từ từ em sẽ phân tích hai cái bình luận của anh ha đầu tiên là anh nói vậy ghép dễ như ăn cơm thì à, sầu riêng á nói vậy là chắc anh không phải trong nghề rồi hiện tại nếu mà à, ghép dễ như ăn cơm thì à, không có số lượng em nói nha số lượng những anh em mà đang đi bình dương mấy tương á phải hết hai bàn tay hai bàn chân của em điếm trên cái số lượng đó nó không có dễ ăn đâu anh em dễ là người ta làm hết rồi chỉ có những anh em nào những cô chú nào ông ta nhìn từ ngoài vô mình thấy nó có cái sự hào nhón mình không thấy được cái rủi ro nó lớn lắm đầu tư chi phí cũng nhiều thứ nhất câu thứ hai là anh có nói là cây đắt quá 400 k thôi thì em nghĩ vậy nha tại do là giống mới thì anh thanh liêm cũng có ý muốn trồng để thử nghiệm coi nó có kinh tế và nó có độ ngon giống như tụi em giới thiệu không nhưng mà có thể là cái kinh tế của mình hơi yếu thì em cũng phân uh, tích giống vậy thôi giống như giờ anh muốn mua cái điện thoại iPhone 16 mới ra bình thường người ta bán ba bốn chục triệu năm chục triệu nhưng mà anh có 10 triệu, anh muốn mua với 10 triệu thôi. Thì à, có bán được hay không? Thiện thắng nói riêng với anh Thanh Liêm thế này. Riêng anh thôi nha. Trong clip này, anh để lại giùm em số điện thoại. Rồi. Thì à, ừ, riêng anh Liêm, nếu mà có dịp đi ngang nhà em, em không bán anh 400 luôn. Mà em sẽ tặng anh một cây kỷ niệm. Khi anh có dịp đi ngang nhà em. Tại nhà em có đinh vị mà cứ đi ngang bấm định vị chạy vô nhà em. Đó, đúng số điện thoại đó. Em gửi anh tặng anh một cây anh về anh trồng để cho anh biết được cái độ ngon và cái sự giới thiệu của tụi em có uy tín hay không. Chứ không có gì căng thẳng cả tại vì em cũng hiểu bà con chúng ta bản thân em cũng vậy. Khi có những cái gì mới mình cũng muốn trải nghiệm nhưng mà đôi khi bà con chúng ta phải hiểu là cái gì mới thì giá nó thường nó cũng cao giống như một cô gái mới lớn thôi anh em ta thích mà cô gái đó quá đẹp à, có quá nhiều điều kiện thì thì để sở hữu được thì phải khó lắm, qua muôn màn nguôn vàng khó khăn <laughs> nên à, cuối cùng thì ai cũng vậy giống như bản thân em cũng vậy mình luôn luôn lao động tích cực lao động để kiếm đó à, có nhiều thì mình sẽ sở hữu được những sản phẩm tốt cho bản thân à, em thắng đó ngắn thôi cảm ơn anh nha cảm ơn bà con xem clip cầu yên hoàng châu long giống mới